ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông mai tuấn anh chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec và ông trần văn tám tổng giám đốc vec theo quyết định, ông Mai Tuấn Anh và ông Trần Văn Tám bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, điều động về công tác tại tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả do các bộ ngành chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 44 vào cuối tháng 4 năm 2020, ban thường vụ đảng ủy vec đã vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc gây hậu quả nghiêm trọng